Dạ em chào cô chú anh chị mình gần xa ha Đã quay lại quý kênh của em buổi sáng hôm nay luôn Bữa nay ngày 11 tháng 7 câu hai Hôm nay thì em bán về cho anh chị mình chính là hai bò mẹ con cái xin Mẫu đẹp huyết nha anh chị Thì hai con bò mẹ tàn sát lớn con ha Xương lớn dày xương hóc to ha à, Bây giờ em xin phép anh chị mình sẽ quay về cái bò mẹ con cái xin đầu tiên ha Dạ con bò cái mẹ này thì cái mặt nó hướng hơi hướng về bò khú nha anh chị Dạ sáng mặt ha Sái lưng nó thì nghiêm chỉnh nha anh chị đỡ bò này thì mông rất to ha dạ hoa đen đàng hoàng thì rúng con bò mẹ này thì nó là rúng chèn luôn nha anh chị rúng chèn đàng quẹn ha bốn dấu đều nha anh chị chăn cẳng bò mẹ này em kiểm tra trước sau thì nó đứng thẳng hoàn thiện ha dạ móng sò và nó có kiền khú nha anh chị kiền khú đen ha bò mẹ này thì nó lớn xương nha anh chị chiều cao thì em đo ngay số lưng á thì nó cao là một m hai bò ha cân bò mẹ này thì em quan sát kiểm tra trước sau á thì lông da nó thì lông da xét nha anh chị nó hơi hướng về bò khú nha dạ màu thì màu đỏ mặt ha Học có len giá nha anh chị chiều cao con bò mẹ này em đo ngay sái lưng á là nó cao là 1 m tám bò nha anh chị con bò mẹ này thì nó đang gom con là lưới đầu tiên nha bò tô nha anh chị đây con con là bò cái xin đầu tiên đầu trội đẹp nha và cái con bò mẹ này á thì hiện tại luôn thì nó cũng đang chữa là bò xin luôn nha anh chị là nọc xin trắng bàn của mình ha hiện tại thì nó đang chữa là bò xin được 3 tháng rưỡi rồi nha anh chị và cái con bò cái mẹ này em bán về cho anh chị mình cần sang mà nuôi á thì em bao cho anh chị là bao tứ đẻ luôn nha là em bao chữa nè bao khám và bao lòi chữa đẻ đàng hoàng cho cô chú chị mình cần xa ha bao hoàn chỉnh không có tật lỗi hết gì bao khám bao chữa bao gòi chữa đẻ đàng hoàng nha dạ bà mẹ là nó cao mấy 28 tám bò chị lớn bò ha bự con nha anh chị đây con con là lứa đầu tiên luôn nha anh chị đó thì hôm nay thì em có lên một trong hai bò mẹ con cái mẫu nên gì thì cô chú chị mình mà cảm thấy muốn mua thì cứ liên hệ với em ha để mình chốt bò nha anh chị bây giờ em sẽ quay quyện cái con nè cái con này xác tích cũng nghiêm chỉnh ha là sái mặt sẽ lưng nó nghiêm chỉnh như vậy đầu trội ha đó rúng thì rúng chèn thì giống mẹ rồi anh chị chăn cẳng thì trước sau thì nó cũng đứng thẳng và hoàn thiện hết luôn móng sò đèn quèn ha mong đích thì bò này thì nó nụ nẵng con bò nha anh chị đó yếm đầy đủ giống mẹ nha thì cái con bò cái sinh con này thì nó được 5 tháng rồi nhau chỗ gì, chị nó được 5 tháng bò rồi ha dạ con bò cái con này thì em đo ngay số lưng thì nó cao là một m hai ha được 5 tháng mẹ thì mới bẻ hai đôi răng gì em đã dịch răng kiểm tra con bò mẹ rồi thì mới để hai đôi răng ha. thì cái bò mẹ con này thì nói là giống năm một nhau chỗ gì con bò cái con này thì em kiểm tra trước sau thì lông dao cũng sát như gì đỏ mặt ha cũng không có lan giá gì cái bò mẹ con này em bán về cho anh chị mình không có tật lỗi nha là nó hoàn tỉnh hết nghiêm chỉnh toàn bộ hết nha gì chăn cẳng xá tích dậu lường vú rúng là bò thì nó luôn đầy đủ nha cô cho anh chị đó mẹ thì hơi hướng về bò khú nha và cái bò mẹ con cái xin đầu tiên này ở mẹ thì ăn chuỗi là bò xin được 3 tháng rưỡi luôn thì em bán về cho anh chị mình với mức giá là 42 triệu nha dạ giá 42 triệu thì em có bớt tiền xe cho cô chú chị mình cần xa nữa nha cô chú anh chị đó thì em bán bò thì luôn giao các tỉnh miền Tây miền Nam ha nên là những cô chú anh chị mình mà có theo dõi được cái kênh của em từ rất là lâu rồi thì anh chị muốn mua bò qua kênh của em thì cứ liên hệ với em để mình chốt bò nha Bây giờ em xin phép là sẽ quay về bò mẹ con cái xin số 2 để cho anh chị mình thêm tham khảo nha cô chú anh chị. Đó, con bò mẹ số 2 này thì nó hơi lớn tàn hơn nha anh chị, xương sóc lớn hơn ha Dạ con bò mẹ này thì em kiểm tra thì cái dàn sáng mặt nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị. Đó nghiêm chỉnh ha, xá lưng cũng nghiêm chỉnh luôn. Bò này thì mặt bò anh chị. Dạ ha, hoa đen cái đuôi lớn đàng hoàng, đuôi dài một nồi ha. Rốn con bò mẹ thì nó cũng là đúng chèn của anh chị bốn dấu đều ha. Dạ lông da con bò mẹ thì cũng lông da sát đỏ mặt nha gì chị Học len giá nha Chăn cẳng thì sưng to cụm lớn nè Móng sò trước sau thì gọn gàng nha anh chị Yếm mẫu nha Dạ con bò cái mẹ này em kiểm tra thì nó có một điểm mi nhỏ nha gì chị Nó có một điểm mi nhỏ nằm ngay mắt bên phải ha Còn đen giá thì em không thấy nha cô chú anh chị Đó Thì cái con bò cái mẹ số 2 này thì em đo ngay số lưng thì nó cao là 1m3 bò anh chị Bò mẹ số 2 này thì nó lớn xương hơn nha Nó bự con Dạ thùng giọng nó to hơn nha đó, con nó thì con bò cái luôn anh chị đang bú nha. Con bò cái con này á hiện tại thì nó được 5 tháng rồi nha chị, 5 tháng bò ha. Mẹ thì nói chung là mẫu bơm bay như vậy, bơm bay thùng ha, cao ráo thùng dậu to nha chị. Lông da nó hen lông da xét rẹt nha chị. Đó hen liền bơm không có len giá nha chị. Thì con bò mẹ này thì anh chủ nhà có nói với em thì anh đã bơm kem lại được hơn 2 tháng rồi anh chị là bơm tinh bò kem nha. Dạ nghiêm chỉnh toàn bộ hết nha chị. Đó đây con con là lứa thứ ba nha, là con bò cái xin anh chị đó cái xi này được 5 tháng nha bò này thì em kiểm tra thì xác tích cũng nghiêm chỉnh ha đầy đủ không có tật lỗi như vậy sáng mặt sẽ lưng, ngang dài đòn lông da cũng đỏ mặt luôn dạ rúng cũng rúng chèn luôn ha đó nghiêm chỉnh ha chăn cẳng ok hết trước sau ha dạ mặt mày cũng đầu trội luôn chị đó quần yếm bằng rúng này chăn chăn cẳng thì em quan sát bò thì nó đầy đủ nha không có tật lỗi nha chị đó con này cũng không có len giá luôn đó thì cái bộ mẹ con số 2 này á thì hôm nay thì em bán về cho anh chị mình cần xa với mức giá là 37 triệu 500 ngàn nha anh chị 37 triệu 500 ngàn nha à, Cái con bò cái con này thì hồi nãy em đo ngay số lưng nha anh chị Là nó cao mà 1m01 bò ha Và nó cao là 1m01 nha anh chị được 5 tháng nha Bò mấy con này thì em bán về cho anh chị mình với mức giá là 37 triệu 500 ngàn Giá này thì em có bớt tiền xe cho cô chú anh chị mình cần xa để đem về nuôi lấy lọc nữa nha cô chú anh chị và đặc biệt nếu như mà anh chị á, mà mua bò mà mua hết hai bò mẹ con này luôn á thì em sẽ bao xe cho anh chị là ngày hôm nay em sẽ bao xe cho anh chị là tức là hai bò mẹ con này bốn con em sẽ bao xe cho anh chị trong phạm vi là 100 trăm cây số nha nên là những anh chị mình đang ở miền tây miền nam đó anh chị mình muốn mua bò qua kênh các em thì cứ liên hệ với em để chúng ta là chốt bò nha anh chị và cái clip này em cũng xin kết thúc